chồng. Hử? Chồng đón con chưa? Chồng đón con rồi. Tắm cho con luôn rồi. Đang chơi trên lầu á. Vợ đi chợ mua ít đồ nè. Trên đường về á, kẹt xe quá à, nên vợ về hơi trễ á. Thôi, vợ đem đồ xuống bếp đi, chồng xuống phụ vợ. Dạ. Con ngủ chưa vợ? Cu cậu ngủ rồi. Hôm nay chắc là chơi thể thao nhiều quá nên mệt, ngủ say quá. Chiều chồng đón nó mà thấy mồ hôi một kê không à? Mà chồng nhớ chú ý nha. Khi mà con đổ mồ hôi nhiều á, chồng hãy từ từ tắm cho con, không là con cảm lạnh đó. Vợ yên tâm, chồng mà. Cũng may là có chồng luôn luôn giúp đỡ vợ á. Không giúp vợ chứ giúp ai. Thấy vợ chu đáo lo việc gia đình á, chồng lại càng thấy thương vợ nhiều hơn. Dạ cảm ơn chồng. Thôi đi ngủ đi chồng, cũng trễ rồi. Nghe đâu á, bên phòng nhân sự có tuyển thêm một em chân dài cho phòng marketing của ông đó Vũ. Coi chừng bị hớp hồn đó nha. Làm gì có chuyện đó. Trước tôi cũng dụ ống hoài mà có dính đâu. Bà chân có dài đâu. Sao? Dù gì tôi cũng là hot girl của công ty chứ bộ. Thôi, tôi xin hai người á. Tôi không quan trọng chân dài hay chân ngắn, quan trọng là cô ấy có làm việc tốt hay không thôi. Với lại có phụ giúp tôi phát triển kế hoạch marketing của công ty mình hay không. Điều đó mới khiến tôi quan tâm. Biết là vậy, nhưng mà chân dài nhìn vẫn thích hơn chứ. Những lúc mình mệt, nhìn thấy chân dài vui ngay. Vui, vui ghê. Nghe cứ như em là thánh cây cười không bằng. Cô làm sao mà biết được trong điện của đàn ông. Thôi, cũng trễ rồi, mình về công ty đi. Thôi mình đi. Anh Vũ xem qua bản kế hoạch này giùm em với. Em để đó đi. Anh Vũ, anh có chuyện gì mà mặt anh căng quá vậy? Chuyện vợ chồng anh á, có chuyện gì á thì từ từ giải quyết, chứ anh đừng có nóng giận quá mà mất hòa khí trong gia đình. Anh biết rồi, cảm ơn em nha. Trời, anh em đồng nghiệp với nhau không mà, có gì đâu. Từ lúc em vào công ty tới giờ anh cũng giúp đỡ em rất nhiều. Giúp là một phần, nhưng mà quan trọng á là năng lực của em rất là tốt. Em lại hiểu tâm lý của những khách hàng tiềm năng và đưa ra những chiến dịch marketing rất là tốt cho công ty. Làm việc với em á rất là tuyệt. Tuyệt thật không đó? Tuyệt thật mà. Chả bù cho. Bù gì anh? Không có gì đâu em. Hết giờ làm rồi, anh về trước nha. Dạ, anh về trước đi. Em gửi mấy cái mail cho đối tác rồi em về sau. Anh về nha. Mà anh, khi nào có chuyện buồn á, cứ chia sẻ với em nha. Nhất định rồi. Dạ, bye anh. Mà anh, khi nào có chuyện buồn á, cứ chia sẻ với em nha. Anh Vũ,
sao anh không đi với mấy anh em trong công ty mà anh ngồi đây một mình vậy? Anh đang có chuyện buồn hả? Có em nè, anh chia sẻ với em đi. Em á, thật sự khiến cho những người xung quanh phải cảm mến vì sự nhiệt tình, sự hiểu biết và đặc biệt là rất hấp dẫn nữa. Anh đang tán em á hả? Không không, anh á chỉ thấy sao nó vậy thôi. Cảm ơn anh, cuộc sống mà cần phải luôn tràn đầy năng lượng. Điều đó làm cho em trở nên hoàn hảo. Hoàn hảo mà ế này anh, anh coi thử có ai làm mai cho em đi. Người hoàn hảo như em á thì... Thì sao anh? Giá mà vợ anh được một phần của em, chắc anh hạnh phúc lắm. Này, không được nói xấu vợ anh nha. Có gì á thì về vợ chồng chia sẻ với nhau. Vợ của anh á không chịu lắng nghe, cũng không chịu chia sẻ như em đâu. Mỗi người một tính, em cũng không biết chia sẻ với anh như thế nào nữa. Anh cố lên nha anh. Ừ, anh biết rồi, cảm ơn em. Chồng ơi. Vợ mới về hả? Ừ. Hôm nay á vợ được công ty thưởng tiền á. Trời, sướng vậy. Thưởng nhiều không? Cũng được kha khá. Để mai á vợ đưa tiền cho chồng, để chồng gửi tiền về quê biếu ba mẹ chồng ha. Chồng biết rồi. Mà vợ không có mua đồ ăn tối hả? Thôi, hôm nay gia đình mình đi ăn nhà hàng ha. Tiện thể á vợ mua đồ mới cho hai gia con luôn. Nhất trí luôn. Thôi, giờ đi tắm đi. Dạ. Anh tặng em nè. Cảm ơn em thời gian qua đã tâm sự và chia sẻ cùng anh. Em thấy anh buồn, em cũng đau lòng. Mà có điều... Có điều sao em? Anh đã có gia đình rồi, mình làm như vậy có sai trái lắm không anh? Anh hiểu cảm giác của em. Em cho anh thêm thời gian nha. Dạ, anh về làm việc đi. Hôm nay em bận việc gia đình, chắc em xin về sớm. Em đi đi. Dạ. Chào em. Dạ, em chào chị. Em là Thiện Mỹ, bạn cùng làm công ty với anh Vũ. Vậy hả? Dạ, chị dùng gì ạ? À, cho chị chào vải nha. Dạ. Nhìn em thật là xinh đẹp á. Dạ, em cảm ơn chị. Chị có một người chồng thật tuyệt. Anh Vũ biết em đi công việc gần công ty của chị, nên có gửi em món quà cho chị. Vậy hả? Quà này chị. Trời ơi. Anh ấy thật lãng mạn. Có mấy khi á anh ấy đâu làm vậy với chị ở nhà. Tuy á là về nhà phụ giúp chị công việc nhà, đưa đón con đi học, cũng ít nhậu nhẹt nữa. Ở công ty á anh ấy cũng hay giúp đỡ mọi người lắm á chị. Chính vì vậy mà ngày xưa chị mới chọn ảnh mà. Anh chị thật hạnh phúc. Cảm ơn em nha. Được cái á là bọn chị chịu khó lắng nghe, chia sẻ, thông cảm cho nhau, nên chuyện gia đình cũng ít xảy ra to tiếng á. Mỗi người đàn ông như vậy á hiếm có lắm á chị. Chị gắn giữ ảnh thật chặt nha. Chồng chị biết mà, ảnh chưa bao giờ có biểu hiện chán gia đình hết á. Còn chuyện say nắng á thì chị không có biết. Em thấy ở công ty á ảnh rất là nghiêm túc, chắc không có vụ say nắng đâu chị. Mà em có gia đình chưa? Dạ, chồng sắp cưới của em ở Canada, khoảng cỡ 3 tháng nữa ảnh về tụi em tổ chức đám cưới. Ồ, chúc mừng em nha. Dạ em cảm ơn chị. À mà thôi, em đưa quà cho chị, giờ em có việc phải đi rồi, em đi trước nha. Chào em. Chào chị ha.
Gì vậy? Hôm nay bày đặt lãng mạn với vợ nữa chứ. Vợ nói vậy là sao? Tên tên đây nè. Sao á, chồng không chịu đưa tận tay cho vợ mà bày đặt đưa cho đồng nghiệp tặng quà cho vợ nữa. Nhưng mà không có sao, vợ rất là vui và hạnh phúc đó nha. Và đặc biệt vợ rất hãnh diện với cô đồng nghiệp xinh đẹp của chồng á, vì có một người chồng rất yêu gia đình và rất lãng mạn nữa. Thì lâu lâu chồng muốn tạo bất ngờ cho vợ đó mà. Dạ em cảm ơn chồng. Mà cô ấy có nói gì nữa không vợ? Cô ấy nói á. Nói gì? Cô ấy nói á là sắp tới á cô ấy sẽ đám cưới, nhất định á sẽ mời hai vợ chồng mình tới dự á. Vậy hả? Nhất định rồi vợ. Mà thôi vợ đi ngủ đi, trễ rồi. Thôi vợ chưa ngủ đâu, vợ phải ngắm nhìn tình yêu của vợ nữa chứ. Hôm qua em đã nói gì với anh vậy? Thì em yêu anh, em muốn xác minh thử vợ chồng của anh lạnh nhạt đến đâu. Tuổi thanh xuân của em đâu có thể đợi anh mãi được. Anh đã nói là em cho anh thời gian mà. Hay là em để cái thằng bên Canada vậy đúng không? Ồ, vợ của anh đã nói hết những bí mật của em cho anh nghe rồi à. Em làm anh tức chết mà. Đó, thấy không? Anh sợ vợ anh biết là mình đang quen nhau mà. Ý em làm sao? Anh Vũ à, em biết đàn ông ai cũng háo sắc là lẽ bình thường. Nhưng mà cái gì á, nó cũng có giới hạn của nó. Dù gì á, anh cũng có gia đình, có vợ con rồi. Em cũng đâu có dạy gì mà chôn vùi tuổi thanh xuân của em với một người đã có gia đình như anh. Em. Anh tốt, em cảm nhận được. Nhưng anh hãy làm tròn bổn phận của người cha, người chồng trong gia đình đi anh. Vợ anh nói gì với em? Vợ anh nói những điều mà em cần được nghe. Anh Vũ à, anh hãy yêu vợ của anh thật nhiều. Chị nhà đáng để anh gìn giữ suốt đời đó anh. Anh xin lỗi, nhưng chị... Anh yên tâm đi, em không có nói điều gì làm ảnh hưởng đến gia đình hạnh phúc của anh đâu. Em hy vọng em với anh mãi là bạn đồng nghiệp tốt của nhau. Anh cảm ơn em, vì nhờ có em mà anh nhận ra rất nhiều điều. Biết giữ điều gì và buông bỏ điều gì. Em chúc vợ chồng anh mãi hạnh phúc. Để ta đã quá thân quen bóng, nhìn không toàn lời yêu tha thiết. Đừng để ánh mắt ấy bỗng dưng thành người xa lạ. Từ từ do anh sẽ không có những yêu thương ngày mai bên người. Vì tình yêu phải luôn trong sống sẽ chia. Gì vậy chồng? Lỡ con nhìn thấy rồi sao? Tự nhiên hôm nay á, chồng nhớ vợ quá. Trời ơi, hôm nay bày đặt xính xúa nữa. Hôm nay được thưởng á, nên sến tí xíu thôi. Mà thôi, hôm nay á gia đình mình á đi ăn nhà hàng đi. Để ta đã quá thân quen bỗng nhìn không còn lời yêu tha thiết. Đừng để ánh mắt ấy bỗng dưng thành người xa lạ. Được tự do anh sẽ không có những yêu thương ngày mai bên người. Vì tình yêu phải luôn trong sống sẽ chia. Giờ thì anh đã biết nếu muốn mãi bên nhau trọn vẹn trong hạnh phúc. Đừng mới quên cho nhau thời gian để chia sẻ. Chỉ cần em tha thứ anh xin hứa yêu em và luôn bên người. Bất tự do quan tâm đến cảm giác của em. Bất tự do quan tâm đến cảm giác.
Dạ. Không, thấy chồng ấy đó phát là đã trực trực dậy rồi, chậm lắm. Khi nó ngồi nó quay. Hôm nay á, bày đặt lãng mạn với chết bà, quên à. Quên.